hỏi: "Con là người làm những công việc của thế tục, con xin có câu hỏi. Chúng con cả đời được giáo dục và huấn luyện đều là để nuôi dưỡng cái tinh thần đấu tranh để giành lấy sự thành công. Còn những thứ khác chỉ là phụ thôi. Bây giờ đột nhiên chúng con tìm thấy một mục tiêu mới. Vì thế chúng con phải thay đổi đường hướng mà trước kia mình cứ ngỡ là đúng. Chúng con phải thay đổi, hoặc là về hướng phải, hoặc đi theo con đường trung đạo. Cơn mộng này rốt cuộc là có thật hay chỉ là ảo giác? Nếu như có thể được hỏi câu thứ hai, con xin hỏi, đạo Bà La Môn và đạo Phật, cũng gọi là con đường bên phải và con đường trung đạo, đều là giống nhau phải không? Tuy có hai tên, nhưng thật ra chỉ là một con đường thôi phải không?" Đáp: "Trước kia chúng ta học về tranh danh đoạt lợi, nhưng rồi đột nhiên giác ngộ, không còn muốn tranh đoạt danh lợi nữa. Vậy không phải là chúng ta đã mâu thuẫn hay sao? Và phải chăng là hư ảo? Đạo lý này rất đơn giản và rõ ràng, con nít cũng hiểu được. Ví như có một người đang đi trên đường thì gặp đám lửa cháy, vậy y nên tiếp tục tiến bước hay là nên quay đầu trở lại? Cũng như khi đi tới bãi biển rồi thì mình nên bước tới, nhảy vào biển khổ hay là phải quay đầu lại? Như vậy con nói quay đầu trở lại là mâu thuẫn hay sao? Và đó không phải là thực tế sao? Còn về câu hỏi thứ hai, có phải đạo Phật và đạo Bà La Môn chỉ là một? Những tôn giáo mà tôi biết thì tất cả đều là con người, cho nên nếu chúng ta nhận xét về nhân loại thì đều là đổi tên chứ không đổi nghĩa, đổi thang chứ không đổi thuốc. Bất luận có là người Mỹ, người Hoa, người Nhật, người Tây Ban Nha, người Mễ, người Đức hay người Pháp gì thì đều được gọi là người. Người là một cá nhân, dù có tên không giống nhau nhưng cũng vẫn là con người. Bất luận là người quốc gia nào đi nữa, con cũng không được gọi y là con chó hay là con mèo, phải không?"